Dạ đây cả nhà ơi, cả nhà thấy có hoa là đẹp xuất sắc chưa? Úi rồi ôi, quá trời đẹp luôn, nó chưa có nở hết á, còn búp búp nè cả nhà. Mà đây là vườn hoa kiển nhà em nha cả nhà. Úi rồi ôi, đẹp quá trời đẹp luôn. Giờ em cho cả nhà coi cái hồ vườn vườn à, hoa kiển nhà của em hôm nay nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Quá trời bông hoa nó nở luôn cả nhà ơi. Và đây, một cái gốc này thì hoa nó nở rất là nhiều nha cả nhà. Mà cả nhà thấy nó tàn hết chưa? Nó, tức là nó héo, nó nở xong rồi nó tàn đó nha cả nhà. Cái gốc này là hôm bữa đó, hoa nó nở quá trời nhiều luôn, đẹp quá trời đẹp luôn mà em không có thời gian để ra quay video clip cả nhà ơi. Cả nhà thấy em bận rộn chưa? Bây giờ hôm nay em ra em quay clip á thì nó đã tàn hết rồi. Đây cả nhà coi cái lá nó tàn nè. Mấy cái nhánh tàn quá trời nhiều luôn á. Em này còn tươi xanh. Em này còn đẹp. Em này cũng còn đẹp nữa nè. Còn mấy em khác thì coi nè. Trời ơi nó tàn. Có cái bình bông chỗ này nè là nó bị thiếu ánh nắng ấy cả nhà, đâm ra cái nó chỗ hoa nó không có được nhiều, có hoa nó không có được nhiều bằng mấy cái bình khác. Nhưng mà cũng có ít. Giống như cái loại này á, thì nó lại thích cái ánh sáng hay sao á, nó thích nắng hay sao á. Ôi giời ơi, đẹp quá cả nhà ơi. Úi giời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn nè. Ui đẹp quá. Ý, chỗ này là không có ánh nắng nó chiếu vào nè. Và đây em cho cả nhà coi cái cây này là cây gì em không biết luôn ha. Em không biết là cái cây gì luôn nè. Nhưng mà lá của nó ra non tới 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 đây rồi nè, tức là hôm hôm đợt rồi đó là nó chỉ có ngang đây thôi. Nó ngang cái khúc này, nhưng mà bây giờ nó lên cao 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 cái này cũng gần được, này là được 1 năm rồi nè. Tại vì lúc mà con em đi làm á, mới bắt đầu đi làm thì ở cái chỗ làm nó tặng tặng đem về thì cái này là đã được 1 năm rồi nè, ra lá non quá trời nhiều luôn. Y cái này không biết chăm sóc làm sao nữa cả nhà, chắc cắt cái này bỏ quá. Nói chung là về chỉ biết nuôi và cho nước thôi chứ thật ra thì cũng không có biết chăm sóc làm sao nghe cả nhà. Giảm cho cả nhà coi ha. Đây cả nhà thấy không, lan nghe cả nhà. Bây giờ hình như là cái này cái bông á nó chuẩn bị ra bông cả nhà ơi nè. Thì lúc trước bông của nó nhiều lắm nhưng mà nó rụng hết trơn rồi nè, mấy cái này nó còn còn lại nè, nó chưa có rụng. Nhưng mà bây giờ thì cả nhà nhìn thấy không nè, mấy cái này nó đâm ra nè, giống như là chuẩn bị nở hoa. Nhưng mà cái mẹ muốn khoe nhiều nhất là cái này đây, rất là đẹp luôn, màu cam đẹp quá à. Và đây là một cái góc này là nó đẹp nhất. Và đây là một cái cây hoa mà em nói chết đi sống lại nè cả nhà. Trời ơi, nó nở quá trời nở luôn rồi, quá trời đẹp luôn à. Đây cái gốc này mọi người nhìn thấy nó mới nhiều nè. Mà cái cây của nó nè cả nhà, tức là cái nhánh thôi, hồi đó em lấy cái nhánh này em cắm vô đây nè, em chỉ cắm vô cái chỗ này là hồi đó em trồng hành ha. Nhưng mà em không có về cho không có trồng hành nữa, nhưng mà nó tốt như vậy nè. Quá trời tốt luôn, mập lù ú nu. Giống em ghê. Hoa nở rất là nhiều luôn á. Và cái này cũng vậy nè cả nhà, nó còn búp 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 quá trời luôn. Nếu mà nó nở ra hết một cái nữa thì rất là đẹp ha, đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà. Cái này là màu đỏ. Ui, đây là một cái góc vườn hoa kiển ở nhà em, góc vườn nhỏ thôi. Hello cả nhà thân yêu.
Dạ em xin kính chào quý bà con, cô chú bác, quý anh chị, bạn bè gần xa nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video clip ủng hộ em nha. Và cả nhà xem video clip á, nếu mà cảm thấy mến em thì xin cho em một like và một lượt đăng ký ủng hộ em chứ nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì hôm nay á, em cho cả nhà coi đây là cái không gian quay phim mới của em nè. Thì đây là cái phòng của thằng con trai của em nha cả nhà. Thì mọi người biết sao mà hôm nay em dám ngồi cái phòng này để em quay phim không? Ai lý do là thằng con trai của em nó bỏ nhà ra đi rồi cả nhà ơi. Úi giời ơi, cả nhà thấy chưa, nó bỏ nhà ra đi mất tiêu rồi. Dọn sạch luôn còn gì trơn á. Nó dọn sạch luôn giường cái gì à? Bùng mệt gì đó đem đi hết trơn luôn cả nhà. Trời ơi, thì ngày hôm nay nói chung là cũng có chút tâm sự với mọi người chút xíu nha cả nhà. Lý do là sao mà con em nó dọn nhà ra đi ha. Thật sự với mọi người á, bữa giờ nó dọn đi cũng lâu rồi nhưng mà buồn quá trời buồn, cả nhà không có quay clip được, buồn quá trời buồn luôn. Suy nghĩ đến nó thấy nó tội nghiệp quá trời tội nghiệp luôn. Vừa tội nghiệp mà nó vừa tức nữa cả nhà. Vừa tội nghiệp mà vừa tức nữa. Trời ơi con cái gì đâu nói đâu có nghe gì trơn á. Em mà quýnh được thì quýnh. Thì con em á, cái đứa thằng con trai lớn á, thằng con trai cả nhà em là tính ra nó là 29, 30 tuổi nha cả nhà. Nói chung là tính tuổi Tây, tuổi ta đó. Ở bên Hàn Quốc nó ngộ lắm. Nó tính theo tuổi 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 ta chứ không có tính theo tuổi Tây. Thay vì cái người Việt mình là 29 tuổi không, nhưng mà người Hàn của nó lại tính 30 tuổi, lúc nào nó cũng tính lớn hơn một tuổi, là tính từ trong bụng mẹ, tính tuổi từ trong bụng mẹ. Bởi vì viết 29 30 gì em cũng không biết nè, cứ lẫn lộn hai cái đó 29 30 á. Thì cho là 29 tuổi đi ha. 29 tuổi đi. Thì 29 tuổi á, cái lúc mà nó đi bộ đội về á, bắt đầu khi mà từ lúc mà cái đi bộ đội về nghe cả nhà, đi bộ đội về xong rồi là nó tập trung vào cái việc học để thi vô cái ngành cảnh sát. Thì ở bên này á, nếu mà thi vô cái ngành cảnh sát á, thì không có phải là cái chuyện dễ dàng gì đâu mọi người ơi. Làm việc cho nhà nước á rất là khó nghe cả nhà, thi vô rất là khó. Nhưng mà có rất là nhiều người người ta muốn thi vô để làm việc cho nhà nước. Cái thứ nhất là công việc nó không có bị sa thải, cái thứ hai là được hưởng cái chế độ, nhưng mà lương thì rất là ít như cả nhà. Như hiện tại là con em đang làm việc cho nhà nước nè, ở phường nè, thì nó làm lương tháng có 1,4 triệu rồi cả nhà. 1,4 triệu thì tính ra có 28 triệu tiền Việt Nam của mình thôi, mà trong khi á, là người ta đi làm công ty làm xưởng. Hiện tại bây giờ là một tháng là 2,5 triệu, tức là được 50 triệu tiền Việt Nam của mình. Làm công ty tháng 50 triệu, làm việc cho nhà nước tháng có 28 triệu à. Cả nhà thấy tiền của nó rất là thấp không? Nhưng mà khi mà mình làm lâu á, càng lâu càng lâu càng lâu thì cái lương nó sẽ lên. Lương nó sẽ lên và sau này mình về già rồi đó và mình hưởng được nhiều cái chế độ của nhà nước. Bởi vì chính vì cái điều đó, đó mà hầu hết là giới trẻ là ai cũng muốn là thi vô làm việc cho nhà nước, thậm chí cả ba mẹ cũng đều muốn con của mình vô làm việc cho nhà nước. Mà khi mà có đứa con làm việc cho nhà nước rồi đó là cha mẹ rất là hãnh diện, mặc dù là tiền bạc không có. Con em á nó thích làm cảnh sát, trời ơi thích làm cảnh sát chi á, mà nó thi á, nó học á nghe cả nhà, nó học tính ra cái thời điểm hiện tại bây giờ á là đã được 6 năm rồi nhưng mà vẫn chưa đậu. Cái năm đầu tiên nó thi á là rớt, bắt đầu bước qua cái năm thứ hai là thi đậu. Thi đậu vừa lý thuyết nè, thi đậu xong có lý thuyết, thi đậu luôn cả thể lực, tại làm cảnh sát mà cả nhà, luôn cả thể lực. Và cái phần cuối cùng là cái phần thi phỏng vấn thì nó rớt mất tiêu. Và bắt đầu từ đó về sau là nó tiếp tục nó theo đuổi cái công việc học để nó thi vô làm cảnh sát. Thì khi mà nó theo đuổi cái công việc học nó ở bên này á mọi người, mình mà đi học cái trường tư á nha, tốn tiền rất là nhiều, luôn cả tiền sách vở của nó thì mình mua nó rất là mắc. Nó chồng em đầu tư cho nó bao nhiêu năm qua, thậm chí là nó đòi lên trên Seoul á, học cái trường đó cũng nổi tiếng lắm và ở đó nó dạy cái người á, người ta là thi họ thi 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 vô cái ngành mà làm việc cho nhà nước đó, hầu như cái tỷ lệ của nó là thi đậu rất là nhiều.
Mình thích trường đó, nói chung là nó cũng có tiếng đó. Thì nó nói hả, bây giờ nó muốn học cái đó thì ổng cũng ok, ổng cho nó học luôn. Cuối cùng lên đó học 6 tháng trời thi rớt. Thì ở bên này á là một năm sẽ thi hai lần, 6 tháng thi một lần, 6 tháng thi một lần. Rớt là cứ đợi 6 tháng sau thi lại. Rồi cuối cùng năm này qua tháng nọ, cả nhà ơi, bây giờ đã được 5 năm rồi, bây giờ năm nay là năm thứ 6 nè. Nó nói thôi năm nay là năm cuối cùng, nó vẫn thi cuối cùng, và đợt này nó nhất định là nó sẽ thi đậu, nó nhất định là nó sẽ đậu. Cuối cùng đi thi cả nhà biết sao, thi đợt này thi điểm cao lắm, hay cả nhà tới 90 mấy điểm lần, thì cứ nghĩ là đậu không à, tại vì mỗi khi nó thi có 8 mấy điểm, 8 mấy điểm là rớt rồi, bây giờ thi đến 90 mấy điểm luôn. Trời ơi chồng em vui lắm cả nhà ơi, tại vì nghĩ là đậu 90 mấy điểm mà. Cuối cùng cả nhà biết sao không, kết quả nó ra rớt mất tiêu. Cuối cùng chồng em tức quá trời tức luôn, bắt buộc con là phải nghỉ liền, bắt buộc là phải ngưng, bỏ cuộc, nghỉ liền, không học hành gì nữa, bây giờ đi làm liền. Ông bắt đi làm liền, ông nói bây giờ giống như là nó cũng không biết làm gì nữa, cho nên là ông nói bây giờ ông sẽ mua cho nó một cái chiếc xe taxi để nó lái taxi. Thì ở bên này nếu mà mua cái xe, nói chung là mua taxi á, thì cái bằng thì đã thi đã có hết rồi, nhưng mà để mà mua cái việc mà xe taxi á, thì cũng phải hơn 100 triệu tiền Hàn, tức là khoảng 2 tỷ mấy tiền Việt Nam á. Thì ông chấp nhận, ông vẫn bỏ tiền ra để mua cho nó, bắt buộc nó phải bỏ cuộc và nó không có học nữa, ông không có chấp nhận, ông không có lo nữa. Con em nó không có chịu ra nhà, cuối cùng nó không nghỉ. Rồi hai cha con nói thì sao không biết, nó nói bây giờ con không có nghỉ, con vẫn tiếp tục, bây giờ con sẽ đi ra ngoài con học tiếp. Nó cả nhà thấy hết hồn chưa, cuối cùng nó nói mày bước ra khỏi nhà tao không có lo gì hết cho mày, tất cả tiền bạc thẻ trả lại đây hết. Nó trả lại liền cả nhà, ông lấy thẻ lại, nó vẫn đưa thẻ lại, giờ nó nói bây giờ nó đi ra ngoài nó học. Trời ơi, tao nói hả, con ơi, con đừng có cố chấp, hãy suy nghĩ lại đi. Bản thân mình không có tiền, đó, mà tuổi thì cũng càng ngày càng lớn, mà đã là 5, 6 năm trời theo đuổi cái công việc này rồi. Bây giờ bỏ cuộc đi, mình ra ngoài, mình đi làm, hoặc là mình đi vào cái công việc khác, đi công việc khác là sống cũng được. Chị tại sao nhất thiết là phải làm cảnh sát? Nhất thiết là phải làm cảnh sát mới được. Có nhiều người ta không có làm cảnh sát, nhưng mà ta vẫn sống tốt, đúng không sao đâu. Con em nó không chịu cả nhà, cái tự nhiên nói xong cái đầu dọn đồ đi luôn cả nhà. Trời đất quỷ thần ông nội, cả nhà thấy không, nói xong cái dọn đồ đi luôn à, bởi vì nuôi con á mà nói con không nghe thấy cũng buồn hay cả nhà ha, mà bây giờ bỏ nó như vậy rồi đó thì thấy tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, cứ tội nghiệp quá, cứ tội nghiệp quá, giờ không biết là giúp hay là không giúp, mà cứ tội nghiệp cuối cùng giờ cũng không biết sao luôn cả nhà. Dạ thôi mọi người ơi, hôm nay em xin chia sẻ cái clip đến đây thôi nha cả nhà. Một lần nữa em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu nghe em tâm sự ha. Thì để hôm nào có cái chuyện nào, nói chung là cái tinh thần nó ổn định rồi á, thì em sẽ tâm sự tiếp với cả nhà. Hôm nay cái đầu nó chưa có được ổn định, tức là nó suy nghĩ là có nên làm như thế nào á cả nhà, nó chưa có định hình nữa. Thì thôi hôm nay em cũng xin làm cái clip đến đây thôi, thì em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video clip ủng hộ em nha. Và em cũng kính chúc cả nhà luôn luôn lúc nào cũng là vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm lúc nào cũng an lạc. Và em xin hẹn cả nhà vào video clip sau nữa nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.